Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, vừa qua, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi trên 100mm. Tại thành phố Cẩm Phả, lượng mưa đo được tại một số điểm như trạm khí tượng Cửa Ông là 105,8mm, Ủy ban Nhân dân thành phố 110,6mm, tại huyện Cô Tô, khu vực đảo Trần có lượng mưa 123,8mm, trung tâm huyện Cô Tô 69,2mm, tại huyện Vân Đồn, lượng mưa đo được ở Khe Mai là 98,4mm, Long Vinh 192mm. Mưa lớn khiến độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa từ 80 đến 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 90%, như thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, thị xã Đông Triều, Quảng Yên và các huyện Ba Chẻ, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa nên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên các suối nhỏ, khe núi, sườn dốc, ta luy dương, đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công. Ngập úng, cục bộ ở các vùng trũng thấp tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao còn duy trì, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đến sáng ngày 26 tháng 8, tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 2273 về việc triển khai công điện số 78 ngày 11 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ. Tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác cả trước, trong và sau mưa lũ, đặc biệt là những địa bàn miền núi, địa bàn có hoạt động khai thác than, quán triệt thực hiện tốt phương châm 3 trước 4 tại chỗ, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, và phương châm tích cực chủ động phòng chống và sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả. Kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, mưa lũ kéo dài nhiều ngày tại Bangladesh và khu vực Đông Bắc Ấn Độ đã làm ảnh hưởng đến hàng triệu người dân và thậm chí gây thương vong. Bangladesh đã trải qua một trận lũ quét nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trận lũ quét này cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và khiến hàng triệu người dân bị mắc kẹt. Là một quốc gia Nam Á với dân số lên tới 170 triệu người và được bao quanh bởi hàng trăm con sông, Bangladesh đã chứng kiến nhiều trận lũ lụt lớn trong những thập kỷ gần đây. Tình hình lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu, làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo thông tin từ Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa Bangladesh, trận lũ quét lần này đã gây ra thiệt hại nặng nề tại nhiều thành phố lớn như Feni, Chittagong, Cox's Bazar và đặc biệt là khu vực phía đông thủ đô Dhaka. Thành phố Komila nằm gần biên giới với tiểu bang Tripura của Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đồng bằng châu thổ do sông Hồng và sông Brahmaputra tạo nên đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi nước ở các nhánh sông tràn bờ làm ngập lụt trên diện rộng. Ước tính khoảng 4,5 triệu người dân Bangladesh đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ này, trong đó gần 190.000 người đã buộc phải di dời đến các nơi trú ẩn khẩn cấp. Nhiều người dân đang phải đối mặt với cảnh mất mát nhà cửa và tài sản, trong khi các cơ sở hạ tầng công cộng và hệ thống giao thông bị phá hủy nặng nề. Trước tình hình khẩn cấp này, các nỗ lực cứu trợ và phục hồi đang được chính quyền Bangladesh gấp rút triển khai nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và khôi phục lại cuộc sống bình thường cho người dân. Cùng thời điểm đó, tại bang Tripura ở Đông Bắc Ấn Độ, mưa lớn liên tiếp trong 4 ngày qua đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Giới chức địa phương cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu người tại bang này, gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường xá và đất nông nghiệp. Chính quyền đã thiết lập 450 trại cứu trợ trên toàn bang, cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho hơn 65.000 người dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Mực nước sông tại Tripura vẫn đang ở mức cao, tác động nghiêm trọng đến các quận Gomati, Nam Tripura, Unakoti và Tây Tripura. Tình trạng lở đất đã xảy ra tại 2032 địa điểm.
trong đó 1.789 địa điểm đã được dọn sạch và các nỗ lực phục hồi đang được tiến hành tại những khu vực còn lại. Thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng là rất lớn, với nhiều diện tích cây trồng và vật nuôi bị mất trắng, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân trong khu vực. Liên tiếp các trận mưa lớn đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và dịch vụ đường sắt từ thủ phủ Agartala của bang Tripura. Dịch vụ viễn thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gián đoạn liên lạc trong các khu vực bị lũ lụt. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tại những khu vực chịu ảnh hưởng và buộc phải đóng cửa vô thời hạn, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Trước tình hình nghiêm trọng này, Cục Khí tượng Ấn Độ IDM đã ban hành cảnh báo đỏ cho toàn bộ bang Tripura. Với dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, chính quyền địa phương đã kêu gọi sự hỗ trợ từ lực lượng không quân và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia để thực hiện các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hai quốc gia Bangladesh và Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra bởi biến đổi khí hậu, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng quốc tế trong việc cứu trợ và tái thiết là cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, 26 tháng 8. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.